Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 10 năm 2023, cũng là ngày thứ năm luôn các bạn. Thì chúng ta còn 5 ngày nữa là chúng ta hết tháng 10 rồi các bạn, là cũng như còn 5 ngày nữa tới ngày lễ ma quỷ là ngày lễ Halloween. Cái truyền thống của Halloween ở bên Mỹ đó thì chắc mọi người cũng biết rồi, nhưng mà không biết có được chứng kiến cái truyền thống đó chưa, có trải nghiệm chưa. Thì cái truyền thống trải nghiệm của Halloween này đó là mình những người con nít đi xin kẹo, nhưng mà năm nay chắc có lẽ là không dám đi xin nhiều, tại vì những cái vụ mà trộm cướp bây giờ nhiều quá các bạn, nhiều quá, cho nên chắc chưa chắc gì người ta dám đi xin kẹo nhiều. Và cũng như lần đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê. Đây, một miếng cà phê nha các bạn. Đã. Trời ơi, uống vô mà nó có phê dễ sợ luôn các bạn. Bởi vì cà thì phải phê, người ta mới gọi là cà phê. Cà phê, cà rồi phê, giờ cà phê. Ok. Cứ vậy đi các bạn. Ngày hôm qua, tối hôm qua, tức là ngày 25 tây tháng 10, thì ở bên Mỹ là ngày 25 tây, bên Việt Nam ngày 26. Thì ngày hôm qua có hai cái sự kiện xảy ra. Thì một cái thứ nhất là bên nhà của anh Vũ Linh, nhà Hồng Loan, là đã có cái ngày mà thẩm định họ, những người bên công an chính quyền, rồi những vị luật sư, rồi những cái gì nào đó nữa đó, tới để mà thẩm định cái chuyện coi cái gia tài như thế nào. Thì cái kết quả rất là tốt đẹp, tí nữa đây em sẽ nói cho các bạn. Thì bây giờ trước khi mà mình chia sẻ về cái vụ của Hồng Loan, thì em chia sẻ về cái vụ bên Mỹ trước. Ngày hôm qua, đúng không, trước tiên chia sẻ để cảm ơn em Phước đã lúc nào cũng luôn đồng hành với anh, cũng như là Bình Nguyễn lúc nào cũng luôn đồng hành với anh. Thì hôm qua hôm kia có cái video clip nào mà nói về phận mà cái mồ côi đấy em quên rồi, cái mà không cha không mẹ đó, thì em có thể đọc bình luận là thấy Phước Nguyễn có chia sẻ rằng là Phước sống với mẹ nhưng mà không có cha, thì cái hoàn cảnh cũng thấy rất là thương. Chúng ta cùng nhau mà phải nói là sống cái kiếp mồ côi. Mồ côi mẹ cũng là mồ côi cha cũng là mồ côi, chứ không phải chết cha chết mẹ mình mới gọi là mồ côi đâu. Cái cuộc đời này của mình, bất cứ ai cũng có cha mẹ sinh ra, kể cả Hồng Loan cái gì cũng phải có cha mẹ sinh ra, chứ không phải là không nở cái trứng mà ra đâu các bạn. Cho nên những người nào mà còn trẻ mà không có được bên cạnh cha, không được bên cạnh mẹ thì thấy thương lắm. Cho nên chúng ta đó, cái cuộc sống này chúng ta không phải lúc nào chúng ta được cái này, được cái nọ, chúng ta đều hoàn hảo hết đâu. Con người nhiều khi mình được cái này nhưng mà mình sẽ mất đi cái khác. Cuộc đời này nó công bằng lắm. Số phận mình thiếu cha, thiếu đi tình cha, nhưng mà bù lại mình có tình mẹ, hoặc là mình bù lại mình có những cái tình yêu thương của những người làng xóm. Cho dù người thân mà không yêu thương mình, nhưng mà người ngoài cũng sẽ yêu thương mình. Giống như trong cái vụ con Hồng Loan cũng vậy, được người ngoài yêu thương rất là nhiều, người thân thì không có bao nhiêu, mà người ngoài lo hết biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ thì cuộc sống của Hồng Loan đã khá hơn hồi xưa rất là nhiều lần lắm rồi các bạn. Cái đó cũng là một cái điểm rất là mừng. Được tiền bây giờ chắc là tiền tỷ rồi, chắc cũng được dùng mười mấy hai chục tỷ trong tay rồi, chứ không có ít đâu. Rồi coi như là một cái sự thành công mới đầu, có mấy tháng thôi mà có được tiền tỷ là hơn phước của người khác rồi. Nhưng cái đó cũng là cái phước của cha mình để lại, khán giả yêu thương đó, thì cái đó cũng là một cái phước mà mình cần phải tôn trọng. Rồi nghe em Phước kể thấy đau là buồn lắm, tại vì mình cũng đồng cảm với nhau, mình cũng đều là những người mất cha mất mẹ. Tuy tuổi còn trẻ, có nhiều người người ta có diễm phúc, người ta được sống với cha mẹ của họ tới 50-60 tuổi, rồi sau đó cha mẹ 100 tuổi về trời. Còn mình thì số phận bạc bẽo, cho nên cha mẹ mất sớm. Tại nhiều khi cha mẹ lâm bệnh, rồi cha mẹ này nọ, giống như mẹ của Quỳnh gì đó, vợ của Dinh Bảo Lâm gì đó, rồi hình như cũng mới vừa chết cách đây mấy bữa. Rồi
cũng còn trẻ, nghe nói đâu có 50 mấy tuổi thôi mà đã mất rồi. Cho nên cái cuộc đời này của mình nó vô thường lắm. Mình sống làm sao mà mình thấy an ủi, mình thấy vui vẻ, mình thấy hạnh phúc, mình thấy đủ là cái cuộc đời này mình nó vui rồi. Không cần phải có tiền tỷ 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 mình mới đủ đâu. Nhiều khi mình làm một có mấy triệu đồng một tháng, tiền Việt Nam nha, có mấy triệu đồng một tháng mà mình sống mình thấy đủ thì mình thấy mình an nhiên rồi. Còn có nhiều khi người ta làm 2-3 tỷ một tháng thì người ta, đối với cái người mà làm không được 2-3 tỷ một tháng, người ta nói trời quá, 2-3 tỷ một tháng nhiều quá. Nhưng đối với mọi người mà làm hơn số tiền như vậy thì người ta số đó không có đủ cho họ, cho nên họ cứ vươn, họ cứ ráng để bài mưu này nọ để mà ráng tạo lên cái sự nghiệp, tạo lên đồng tiền lớn nữa, rồi cuối cùng những cái thứ khác họ lại bị mất mát. Họ có về cái đợt vật chất, mình có thể dùng tiền mình mua được cái những cái vật chất, nhưng mình không thể nào dùng tiền để mình mua lại được cái thời gian của mình đang có. Không bao giờ được mua được lại được đâu các bạn. Thời gian đồng không có đồng tiền nào mà mua được. Cho nên mình dù mình có sang giàu, mình có nghèo khó, mình có này có nọ đi nữa, nhưng mình sống một cái cuộc sống mình biết đủ. Hôm nay mình làm được 100 ngàn thì mình xài 20 ngàn chẳng hạn, mình biết đủ là cuộc sống này lúc nào cũng là vui vẻ cả. Còn mình lúc nào mình cũng nhìn vào những người khác, mình thấy người ta hơn mình. Mình nhìn lên thì mình không có bằng ai, mà mình nhìn xuống á thì mình phải an ủi cuộc đời của mình. Mình nhìn xuống lúc nào mình cũng hơn người ta. Tại vì mình nhìn xuống thì bắt buộc thì mình phải hơn người ta. Còn mình nhìn lên thì lúc nào mình cũng thua tất cả. Mình thua tất cả. Mà có nhiều người đó nói thôi mình phải nhìn lên, để mình nhìn mình thấy họ, để mình noi gương theo, để mình vươn theo, để mình bám theo, để mình được theo họ. Đâu phải dễ như vậy. Tất cả đều do duyên số, duyên và số cả. Cho nên cái gì cũng vậy, phải có duyên mình mới được đến đó, và phải có phước mình mới được hưởng những cái thứ đó. Có duyên mình gặp, có phước chỗ thì mình sẽ được hưởng thôi. Cho nên mình phải nhớ rằng duyên phước của ai nấy hưởng, đừng có nhìn của người khác, thì mình sống được thoải mái hơn, được vui vẻ hơn. Đó, thì một lần nữa anh cũng xin đồng cảm cái nỗi khổ, cái nỗi buồn, thiếu sót cái tình cảm gia cha mẹ với lại em Phước. Không biết Bình Nguyễn còn cha mẹ hay không, còn chứ anh Hoàng Sơn thì như anh cũng còn cha mẹ thì phải. Thì rất là nhiều người 40 mấy 50 tuổi vẫn còn ở chung với cha mẹ mình, vẫn còn nhìn thấy được cha mẹ của mình, đó là cái diễm phúc của mình. Còn có nhiều người thiếu đi cái tình cảm đó, thiếu đi cái phước đó, cho nên lúc mới sanh ra là đã mất đó. Thì nói tới, nhắc tới mới sinh ra đã mất á, thì em có một cái câu chuyện này muốn kể cho các bạn nghe, là chuyện sự thật đàng hoàng. Thứ sáu này đây, tức là hôm nay là ngày thứ năm, là ngày 26, ngày 27 này đây là ngày mai. Thì có một người chị nhờ em đưa lên để mà dự một cái đám ma. Và cái đám ma này đó là do một cái đứa bé đầu lòng, họ làm đám, tổ chức đám ma, nhưng mà đứa bé này chỉ có khoảng 5 tháng nằm trong bụng mẹ mà thôi. Tức là chưa có sanh ra, nằm trong bụng mẹ mà đã mất đi, thì bác sĩ phải kêu lấy đi. Thì cái người bé này hình như là không có đủ này đủ nọ, cho nên phải mất đó các bạn, mất trong bụng mẹ. Tội lắm, nhưng mà người nhà thương xót tại đứa bé đầu lòng mà, cho nên đã làm đám ma cho đứa bé này đây. Thì không biết làm như thế nào, thứ em không có dự được, tại vì ngày mai em bận ngay cho nên em không có đi được. Thì nói chung là cái cuộc đời này gần đây nó có nhiều cái bất hạnh lắm. Cho nên mình thấy là mình đang được như vậy thì mình phải nhìn tới những cái bất hạnh của người khác, mình mới thấy an ủi cho cuộc đời của mình. Cuộc đời này nó giống như những nấc thang cuộc đời vậy các bạn. Nấc thang nó lên từng bước vậy nè. Xong lên tới đây cái bạn bước xuống. Y hệt như cổ phiếu vậy. Lúc lên tới đỉnh rồi lúc tuột xuống. Các bạn có thấy không? Cổ phiếu của VinFast có một kỳ lên tới 80 mấy, 90 đô, thậm chí 100 đô thì phải. Bây giờ xuống chỉ còn có vào dưới 5 đô thôi. Cho nên các bạn thấy đó, cái cuộc đời này đây, nó giống như một cái nấc thang vậy, lên xuống, một cái rap vậy đó, lên xuống như vậy. Cho nên mình không thể nào mình biết trước được chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra. Nên mình sống mình cứ an nhiên, mình sống mình cứ tự tại, mình cứ thấy đủ là mình đủ thôi. Đó. Thì ngày hôm qua là ngày 25 tây tháng 10, tức là ngày thứ tư, là em đi lên phi trường, em đón anh Kim Tiểu Long.
các bạn biết đó, thì anh Kim Tử Long về Việt Nam lúc tháng 9 ngày, như tháng 9 ngày 12 Tây về Việt Nam. Rồi sau đó nói chung là một tháng, gần 2 tháng ở ở Việt Nam làm rất là được nhiều 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 chuyện. À, cái chuyện mà vui vẻ nhất là chuyện gì các bạn biết không? Đó là nhận bé Kim Tiểu Ly, tức là hình như bé đó tên là Trúc Ly thì phải, bé cô bé tí hon đó các bạn, rất là dễ thương. Thì cái chuyện đó, cái chuyện phải nói là cái giống như em nói về cái duyên mà nó đến á, cái phước nó chỗ á, thì tự động mình sẽ được hưởng. Thì sau khi bé Ly được nhận làm con nuôi của anh Kim Tiểu Long thì bây giờ được sống chung nhà với anh Kim Tiểu Long, rồi nói chung cũng rất là vui, rất là hạnh phúc và mập mạp ra, trắng trẻo ra nha các bạn, đẹp ra. Thì hôm qua thì em lên phi trường em đón anh Kim Tiểu Long ngồi, tại hôm qua cái line trong phi trường nó rất là dài, cái hải quan đó khi mà các bạn đi vào Mỹ thì nó có hai cái đường, hai cái line để mình xếp hàng. Một cái đó là cho những người citizen là những người có quốc tịch Mỹ để mà đi vào cái làn, cái line đó, và cái line khác là cho những người có thẻ xanh, có visa hay du lịch gì đó thì phải đi vào cái line khác. Thì cái line hôm qua rất rất là đông, ngồi chờ rất là lâu, rồi đứng chờ cái trời này, chờ mãi, cuối cùng ổng mới lòi cái đầu ổng ra, ổng mới thọt cái đầu ra. Thì nói chung là đi về bữa tối là đông lắm các bạn. Cho nên những người nào mà rút kinh nghiệm, em chia sẻ kinh nghiệm cho đi Việt Nam, ghé LAX về bằng LAX mà bữa tối đó rất là đông. Cho nên nếu mà các bạn muốn về đó, muốn về lại mà phi trường Los mà vắng mà thấy thích hợp đó, thì hãy nên đi về buổi sáng. Buổi sáng có những cái chuyến bay nó đáp buổi sáng chừng khoảng 7 giờ sáng. Thì như EVA cũng có đáp 7 giờ sáng và những cái hãng khác, Korean Airlines rồi vòng vòng buổi sáng đó, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là mình đi về bữa tối. Bữa tối đó thì nó rất là đông xe, nó đông phải nói là tàn canh luôn. Người thân mình đi vào đón đã đông rồi, mà mình đi tìm chỗ đậu xe cũng cực nữa, rất là cực. Rồi đi trong đậu xe, bây giờ trong phi trường Los Angeles á, là các bạn đậu xe đó là họ tính khoảng đâu 9 đồng một giờ. Hôm qua em vào trong phi trường em ngồi chờ hơn 2 tiếng, tốn 30 đô. Tại vì 9 đô một giờ nha. Rồi sau khi 1 tiếng đồng hồ, sau khi mình tính phút đi, sau khi 60 phút, họ sẽ tính khoảng 7 đồng, cộng thêm mỗi 7 đồng cho mỗi 30 phút. Tức là 1 tiếng rưỡi thì là 16 đồng, rồi 2 tiếng sẽ là 23 đồng, rồi 2 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng rưỡi thì sẽ là 30 đô, 30 đồng đó các bạn. Cho nên hôm qua chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, tốn hết 30 đồng để mà chờ đợi. Nói chung, các bạn cũng thấy, đi Việt Nam muốn tiết kiệm tiền, đi từ Việt Nam về Mỹ muốn tiết kiệm tiền, cái này em chia sẻ thật luôn nha các bạn, là cái này cái bí mật nha, không phải bí mật mà ít có ai biết, không có ai khám phá cái chỗ này mà để tiết kiệm tiền. Mình về Việt Nam qua Mỹ chơi, nhớ đi phi trường Ontario. Các bạn đáp phi trường Ontario á, là chỉ có một chuyến bay duy nhất, đó là China Airlines, thì cũng giống như EVA Air thôi, EVA Air cũng ghé Đài Loan, China Airlines cũng ghé Đài Loan. Thì các bạn đi về Ontario, khi mà mình vào trong mình đón người thân mình ở Ontario, cái phi trường nó rất là nhỏ. Và đặc biệt nhất là không có tốn tiền đậu xe, ngồi chờ bao lâu cũng thoải mái, không có tốn tiền. Còn khi mà mình đi đưa người đi đó, mình đưa người, mình tiễn người đi, mình đậu xe đó thì tốn khoảng đâu chỉ có 7 đô thôi, tối đa là 10 đô thôi. Nó rất là rẻ hơn phi trường Los Angeles rất là nhiều, mà nó xa hơn phi trường Los chừng khoảng 5 mai, 5 dặm thôi các bạn. Cho nên nó rất là lợi thế, nó rất là tiện lợi, chỉ xa hơn 5 dặm mình đi thêm có đâu có bao xa đâu. Thêm chừng cỡ đâu mình 10 phút lái xe đi, cộng thêm 10 phút lái xe thôi. Thì coi như là mình đại khái mình đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, thí dụ như 12 giờ khuya mình bay thì 7 giờ tối mình đi lên tới đó khoảng 8 giờ mấy bây giờ. Cái mình lên mình check-in dễ dàng, cái gì cũng dễ hết. Nó vắng nữa. Còn mình từ Việt Nam qua mình đậu xe thoải mái, đi bộ qua đứng chờ thoải mái, restroom sạch sẽ, cái gì cũng vắng. Nó thoải mái lắm, không cần phải tốn tiền. Còn bây giờ các bạn lên Los Angeles, vừa tốn tiền đậu xe, vừa chạy xe, kẹt xe, đi ra, đi vô, nhích từ từ. Trời ơi các bạn biết á, em hôm qua mà ship hàng mà đi ra khỏi cái phi trường không á, cũng đủ mệt nữa. Đông quá trời đông, xe chạy lung tung hết. Nhiều khi người ta chạy ẩu nữa,
đông xe tàn canh luôn, bữa tối rất là đông. Cho nên các bạn hãy khi mà mình đi, nhớ rằng khi mà mình đi Việt Nam về, hãy nên chọn Ontario là tốt nhất, là sự lựa chọn đúng nhất. Tuy rằng nó có một chuyến bay nhưng mà mình phải tranh thủ trước, còn trừ khi nào mà mình không có chuyến bay thì mình đổi ngày khác, không thôi đó mình đi lên phi trường Lost cũng được, nhưng mà phải đi đáp vào buổi sáng, đừng bao giờ đáp vào buổi tối. Một là đáp buổi sáng, hai là đáp khoảng 4 giờ chiều, hai cái đó thôi. Mà các bạn đáp 4 giờ chiều thì các bạn đi về freeway thì các bạn sẽ bị kẹt xe trên freeway. Nhưng nếu như mình đáp mình về 4 giờ chiều khoảng là thứ bảy chủ nhật thì freeway nó sẽ không có kẹt lắm. Mình đáp từ thứ hai cho tới thứ sáu 4 giờ chiều, các bạn ra là khoảng 6 giờ, chạy về rất là kẹt xe. Cho nên muốn không có kẹt xe, muốn được yên tâm đó, thì hãy nên đi vào thứ bảy chủ nhật và đi Ontario. Còn mình đi những cái giờ khác, bữa tối hàng ngày nào cũng đông cả. Trong phi trường nhất từ từ những người đi đón đó, từ bên ngoài mà chạy vô trong tới phi trường không đó, cả tiếng đồng hồ mới vô đón được. Nó đông lắm. Mà nhích chậm, mà xe chạy ẩu nữa, nó chạy nó cắt gì nè các bạn, ẩu lắm. Giờ hôm qua chờ hơn 2 tiếng. Rồi lúc đó ảnh mới đi ra. Mừng quá. Đi anh ngủ riết luôn, ngủ từ mà bên Việt Nam ngủ qua tới Mỹ luôn. Rồi sau khi đón ảnh xong, hai anh em đi ăn in and out, tại ảnh đói bụng, em thì cũng chờ lâu cũng đói bụng tại em ăn sớm lắm, khoảng 7 giờ mấy là 8 giờ là em có mặt, 8 giờ khoảng 8 giờ 20 là em có mặt ở trên phi trường rồi. Tới 10 giờ rưỡi em mới ra. Rồi các bạn thấy đó, đói bụng xong rồi đi ăn in and out. Ảnh ăn thì cái burger veggie, tức là veggie burger á các bạn. Khi mà các bạn gọi veggie burger đó thì các bạn nói với họ là đừng có lấy thịt, tại ảnh ăn chay đâu ăn thịt được. Bánh mì burger bỏ salad với cái phô mai rồi vô ăn tuyệt đỉnh luôn. Chỉ có thằng In and Out mới có thôi nha các bạn. Chỉ có thằng In and Out mới có được cái burger đó thôi. Rất là ngon. Những cái chỗ khác em chưa từng thấy. Ảnh ăn ngon quá, french fry ăn sạch mắt luôn. Rất là ngon. Thì các bạn khi mà các bạn đi du lịch qua Mỹ mà muốn biết cái gì về bên Mỹ hay là cái gì đó thì cứ liên lạc em sẽ hỗ trợ cho. Hay là cần đón tại phi trường, em sẽ vào trong phi trường em đón. Cần giúp làm giấy tờ gì đó, em cũng vào trong phi trường, em sẽ giúp làm giấy tờ cho các bạn luôn. Các bạn có thể gọi em số phone là 657-739-7979. Em sẽ hỗ trợ cho các bạn. Nếu như mình qua đây, mình cần giúp cái gì đó thì cứ liên lạc em nhé. Còn mình muốn đi du lịch, đi đây đi đó thì cũng có thể em giúp được luôn, nhưng mà phải sắp xếp lịch đàng hoàng. Đi du lịch thì em có thể đưa qua bên Las Vegas, đi San Diego, đi San Francisco đồ chơi cho biết, thì em sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cứ liên lạc em đi. Và phải nhớ đặt trước nha các bạn, chứ không phải đừng ngang qua tới đây ấy Lộc, rảnh không, chở chị, chở này chở nọ, đi cái trời ơi làm sao đụng cái chở tay kịp các bạn. Đừng có như vậy, dọi trước nha, thì em sẽ hỗ trợ cho. Rồi sau khi hai anh em đi ăn, mà các bạn biết á, hôm qua đi ăn đó, ăn khuya mà 12 giờ khuya mới ăn, về tới đây là gần 12 giờ xong mới ngồi ăn, rồi về tới nhà cũng đâu gần 12 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi sáng đó các bạn. Rồi biết sợ gì không, em sợ bị đập kính xe. Cái nạn đập kính xe bây giờ ở Mỹ này đây nó rất là nhiều. Các bạn biết, em chỉ cho các bạn một chiêu này. Khi mà mình có hành lý ở trong xe, mình hãy nên đậu cái đầu đưa ra ngoài, cái đít mình đưa vô trong, đừng có để cái đít nó, bây giờ bình thường như nè, bình thường á là mình đậu á là mình để cái, mình chui đưa cái đầu mình vô phải không, và cái đít xe mình đưa ra phải không, đừng đậu kia đó nó tới nó đập xe xong nó đi dễ dàng. Còn mình đậu cái đít mà mình dê vô đó thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ ít để ý hơn, tức là nó không có cái thế để mà nó đập kính, nó vẫn đập được nhưng mà nó sẽ lâu hơn là mình đưa cái đít ra ngoài. Mình đưa cái đít ngoài nó ra, nó nhìn nó đập cái bụp. Còn đưa cái đít vô trong á thì nó sẽ dướng vô cái, nếu như có sát vách tường thì mình đậu sát vách tường, mình dướng cái đó thôi, nó không được tới vách tường nó lấy được nhiều thì nó cũng khó khăn hơn. Với hơn nữa mình dễ thấy nhìn hơn, còn cái đít ở ngoài á mình khó thấy lắm. Cho nên đưa cái đít vô trong, những người khác sẽ đi vòng vòng ở đó, người ta sẽ để ý nhiều hơn, tùy theo cái khu mà các bạn đậu. Thì hôm qua cũng sợ, tại vì hành lý trong xe mà các bạn, cũng sợ bị đập kiến cái đậu. Anh Long ngồi đây đi, đậu đó đi để em nhìn coi, ngồi đây em nhìn coi có ai tới hay không. Nhưng mà khu đó cũng có bảo vệ, cũng an toàn các bạn, cho nên các bạn cũng thấy đó, bây giờ cái tệ hại của xã hội, đi đâu ai cũng sợ cả. Đến nỗi mà nó cướp giữa đường luôn.
Hôm qua ở trên tin tức em có thấy một cái vụ cướp tại chỗ giữa đường ban ngày luôn. Một chiếc xe, hai xe bị tông nhau, nó chạy không được. Mấy tụi cướp không biết từ đâu xuất hiện, nó nhảy ra, nó cướp chiếc xe đó. Cái người mà tài xế xe đó quỳ xuống, giơ hai cái tay lên để cho nó tới cướp thoải mái, và nó bỏ chạy đi. Người ta vẫn quay được cái đoạn video đó. Cho nên á, bây giờ ha, cái xã hội bây giờ ở Mỹ này nó rất là loạn. Bây giờ ai quay thì quay cũng không có bắt, tại vì nó bịt mặt, nó đeo bao tay, làm sao biết nó là ai, có bảng số xe, quay luôn bảng số xe cũng chưa chắc gì họ bắt. Mình không biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra, đúng không? Cho nên lúc nào mình cũng phải cẩn thận là trên hết. Đó, thì cũng là ngày hôm qua, ngay cái lúc mà em đón anh Kim Tử Long, thì ở bên Việt Nam cũng là đang xảy ra những cái chuyện thẩm định về cái vụ của Hồng Loan gia tài đó các bạn. Thì hình như là mấy giờ, 8, 9 giờ sáng gì đó, mấy giờ sáng gì đó, buổi sáng đó, là họ đã có mặt rất là nhiều. Có anh Nguyên Vũ tới cùng với lại luật sư. Hình như là anh đi với lại vài người luật sư. Có một người luật sư cũng rất là trẻ, nói chung là luật sư anh Nguyên Vũ dẫn tới rất là trẻ. Luật sư của chị, của Hồng Loan cũng trẻ nữa các bạn. Thì mấy người này chắc là mới mới ra nghề hay sao, thấy còn trẻ lắm. Chứ mà luật sư, mà mấy luật sư mà em quen biết có toàn mấy ông già không à? 60, 50 mấy, 60 không à. Thì nói chung là cái gì cũng vậy, có người mới ra trường, có người mới làm luật sư thì mới có những cái kinh nghiệm đời nhiều hơn. Thì ngày hôm qua em có thấy một cái tấm hình của anh Nguyên Vũ đăng lên, thì thấy mọi người ngồi ở trong chỗ mà ấy đó các bạn, chỗ mà cái phòng ở đâu rồi, cái nhà của Hồng Loan đó, có mấy anh công an rồi tùm lum hết. Ủa, em nhớ em có lấy cái hình nó xuống mà nó đâu rồi ta, nó chạy, nó lạc lõi đâu nữa rồi, sao không thấy ha. Cái gì ngộ mà ngộ lắm à, hôm qua nhớ có lấy mà không lẽ cái máy này mình lưu cái xong rồi nó biến mất tiêu à. Em chỉ lấy cái hình mà cái đơn hay ha. Bây giờ để em vô trong cái Facebook của anh trước khi mất, mình sẽ vô Linh đưa giấy tờ nhà đất, dặn con đừng kể với ai. Thưa quý vị, cái này là cái mới nhất nữa nè các bạn. Anh Vũ Luân mới vừa đăng một cái bài này đây, thì bây giờ mình đọc nha, trước khi mình làm qua chuyện khác. Cái này cũng quá hay nè các bạn, em thấy cũng vui vui. Thưa quý vị, đây là lý do mà Luân và Bình Tinh phải có trách nhiệm bảo vệ em Loan, đứa con gái duy nhất của ba Linh, và làm theo di nguyện của ba, để ba an vui nơi cõi Phật. Thời gian qua rất cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng và đã đang ủng hộ gia đình Hồng Loan. Rồi pháp luật sẽ công tâm trả về những thứ thuộc về em ấy. Cười lên em nhé. Tức là Hồng Loan đã chiến thắng trong cái sự này đó các bạn. Trước khi mất, nghệ sĩ Vũ Linh đưa giấy tờ nhà đất, dặn con đừng kể với ai. Mà không biết đưa cho ai, chắc là đưa cho Hồng Loan hả? Cho nên mới như vậy đó các bạn. Và coi như là cũng một cái tin vui ha. Tức là coi như là đại thắng đó các bạn. Ủa, như vậy là đưa giấy tờ đất rồi cho Vũ Lân hay là đưa cho Hồng Loan? À, cái này phải đón ha. Thưa quý vị, đây là lý do mà Luân và Bình Tinh phải có trách nhiệm bảo vệ em Loan, đứa con gái duy nhất của ba Linh, và làm theo di nguyện của ba, để ba an vui nơi cõi Phật. Thời gian qua rất cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng và đã đang ủng hộ gia đình nhỏ Hồng Loan. Rồi pháp luật sẽ công tâm trả về những thứ thuộc về em ấy. Cười lên em nhé. Tức giờ ở dưới đây cái tấm hình để là trước khi mất, nghệ sĩ Vũ Linh đưa giấy tờ nhà đất, dặn con đừng kể với ai, mà đưa cho ai? Không lẽ đưa cho Vũ Luân hả ta? Không có để rõ cho nên không có biết được như thế nào. Nhưng mà nói chung là cái sự việc đã chiến thắng rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện của anh Nguyên Vũ đây. Thì
ngày hôm qua này, cái tấm hình này đây thì có bà Sáu, có Phượng và có bà Lành nữa. Nhắc tới cô Lành em mới mắc cười. Đã tới nhà của Hồng Loan đó các bạn. Thì Hồng Loan ngồi bên góc một mình. Đó, ngồi bên góc một mình. Thì có những người luật sư và anh Nguyên Vũ cũng đã đứng ở đằng sau để mà nhìn quan sát những cái chuyện đó. Thì bây giờ chắc mọi người đã vui rồi vì sự thật đã rõ ràng hết, xong hết mọi việc, tất cả đều được đưa ra ánh sáng. Và chúng ta đã coi như là đại thắng trong cái sự chuyện này. Và sau khi những thẩm định xong hết thì em có thấy một cái đoạn video là bà Sáu dọn đồ hết tất cả đồ. Không biết có dọn hết tất cả hay không, nhưng mà xách một mớ đồ đã bỏ vô trong chiếc xe. Thì đi lên về đó các bạn. Thì coi như là đó một cái chuyện vui mừng. Và mọi người cũng đều mong muốn chuyện đó. Không biết có dọn sạch hết chưa, thì cái đó thì em không có biết nha. Em chưa có biết cái vụ đó có dọn sạch hay chưa. Nhưng mà mọi chuyện đều là được suôn sẻ hết rồi. Tức là mọi người đều vui vẻ bảo vệ Hồng Loan. Thì trong đây hồi nãy anh Vũ Luân nói rằng là đưa giấy tờ nhà đất cho con. Nhưng mà đưa cho ai? Cái đó không có thấy rõ, tại vì chỉ là để cái tấm hình thôi các bạn. Đây là cái tấm hình thôi. Và không biết cái này là chụp ở đâu ra. Cho nên mình không có thể nào mình biết được là đã đưa cho ai. Không lẽ đưa cho anh Vũ Luân? Cái đó thì không có biết. Tại vì trước khi mà mất đó, bên cạnh đó thì chỉ có Hồng Loan. Hồng Loan ở suốt trong bệnh viện luôn. Rồi chắc chắn là không đưa cho bà Hồng Phượng rồi. Đúng không? Thì nói chung là mình cũng tò mò thắc mắc thôi. Mình không thể nào mà tuyên đoán được, mình suy đoán được cái gì cũng vậy. Phải nói trên cái sự thật. Thì trở lại cái câu chuyện là hôm qua bà Lành rồi cũng tới. Giống như hồi nãy muốn nói, nhắc tới bà Lành, có cái chuyện này nó rất là vui. Bà Lành bà đã vi phạm pháp luật ngày hôm qua. Các bạn biết tại sao vi phạm pháp luật không? Biết tại sao không? Thì bây giờ em sẽ cho các bạn biết tại sao nhé. Đây, cái đoạn video này đây. Này, cái đoạn video này đây. Lúc này là bà Lành bước ra, đúng không? Đi ra đội nón và vi phạm pháp luật giao thông chậm chậm như thế nào. Tức là lên xe của chồng bà chở đi. Và đây là các bạn coi từ từ nha. Đó, cái này lúc này là YouTuber bu lại quay bả để mà đi ra. Trong nhà của Hồng Loan đi ra đó các bạn. Rồi chồng bả chạy đến chở đi. Các bạn thấy hai người này đã vi phạm pháp luật điều gì chưa? Các bạn thấy đã vi phạm điều gì chưa? Đó chính là chạy xe không có bảo hiểm. Chạy xe không có đội nón an toàn đó các bạn. Cái nón an toàn người ta gọi là nồi cơm điện á. Không có đội nón an toàn. Đó. Thì như vậy đây là bằng chứng rõ ràng là họ đã vi phạm pháp luật giao thông. Hy vọng các anh giao thông sẽ cho cái người này một cái giờ lờ phạt để cho biết, giống như Ngọc Trinh quay biểu diễn xe mô tô diễn xong rồi mấy ngày sau bị bắt tạm giam 3 tháng. Vì cái bà Lành này và chồng của bà chạy xe không đội nón bảo hiểm như vậy thì sẽ bị phạt bao nhiêu? Hình như là khi mà mình chạy ngoài đường, khi mà cảnh sát giao thông dịnh mình lại, mình không có đội nón bảo hiểm là hình như họ giam xe mình luôn thì phải. Như vậy thì hai người này rõ ràng không có tôn trọng pháp luật, không có đội nón bảo hiểm, chạy như vậy rất là nguy hiểm. Và chạy khi mà ổng chạy ổng nếu như mà không cẩn thận sẽ tông luôn những người khác. Cái này là gây rối trật tự rõ ràng. Cho nên hy vọng là sẽ có người nào trong pháp luật sẽ nhìn vào cái điểm này để mà cho họ một cái cảnh cáo. Một con người đàng hoàng không có ai chạy xe không có nón bảo hiểm, một người không sợ pháp luật, không tôn trọng pháp luật, như vậy tại sao mà bên bà Phượng, Hồng Phượng tối ngày cứ nói là thượng tôn pháp luật, nhưng mà chồng bà Lành và bà Lành không có thượng tôn pháp luật, không có đi theo pháp luật, là tại sao? Chỉ có cái điểm nhỏ đó thôi là mình cũng đã thấy ra cái tánh tình họ như thế nào rồi. Nếu như một con người tôn trọng pháp luật, tôn trọng mọi thứ, thì họ không bao giờ không có đội nón bảo hiểm. Khi mà mình biết tôn trọng cái gì đó,
thì một cho dù một cái nho nhỏ gì đó mình cũng phải tôn trọng. Đó là mình phải phải nhìn ra được cái tánh tình của mình. Còn bây giờ các bạn thấy như vậy rồi, chạy xe không đội nón bảo hiểm rất là nguy hiểm, lỡ như tông một cái té đập bể bầu, thậm chí chấn thương sọ não mà chết luôn cũng có nữa, rất là nguy hiểm. Và chạy xe uốn, em thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên các bạn thấy đó, chỉ một cái chi tiết nhỏ như vậy thôi mà họ đã không theo pháp luật, không tuân theo pháp luật như vậy, thì những cái chuyện khác làm sao họ tuân theo? Cái này là em nói là những gì mình thấy thôi nha các bạn, chứ không phải là mình bịa chuyện để mình làm cho người ta thấy như vậy. Các bạn thấy rồi, biết bao nhiêu YouTuber đã quay chúng như vậy, họ còn cố tình hay là họ không có để ý, hay là họ không tôn trọng pháp luật, cho nên họ không cần phải đeo nón bảo hiểm. Họ phải biết rằng biết bao nhiêu camera, biết bao nhiêu người YouTuber đứng đó quay mà không dám không đội nón bảo hiểm. Công an hy vọng sẽ vào cuộc vào cái điều này để mà cảnh cáo họ, để cho họ biết rằng luật pháp là luật pháp, bất cứ đi đâu lên chiếc xe chạy là phải đội nón bảo hiểm, không được tháo ra. Chỉ cần mình lên ngồi xe thôi là mình phải đội nón bảo hiểm. Ở Mỹ này đây, khi mà mình lên xe, mình chỉ cần nổ máy thôi, mình giọt thôi là mình phải xích bèo thắt dây an toàn vào. Ở Việt Nam cũng vậy, đi xe Honda, ngồi lên xe chuẩn bị chạy là phải đội nón bảo hiểm, chứ không thể nào không đội nón bảo hiểm được. Như vậy là chứng tỏ rằng cái ông chồng của bà lành này đây cũng không có tôn trọng pháp luật, bà cũng không tôn trọng pháp luật. Như vậy thì những chuyện khác lấy gì mà họ tôn trọng? Cái chuyện nhỏ như vậy mà không tôn trọng thì chuyện khác làm sao tôn trọng pháp luật được? Cho nên các bạn thấy đó, cái ngày mà đám tang đó, ông chồng vô chửi Hồng Loan, nó là hai tuần này nọ, thì các bạn bây giờ cũng đã thấy rồi, họ bịa chuyện như thế nào rồi. Mình đã thấy rõ những từng chi tiết. Cái gì cũng vậy, giấy thì không có gói được lửa đâu, vàng thật thì mới không sợ lửa thôi, còn giấy thì là phải không có gói được lửa. Cho nên cái gì mà họ làm sai, từ từ nó sẽ lòi ra hết. Đó. Và cái chuyện vui mừng đó chính là tất cả đồ, không biết tất cả chưa, nhưng mà đồ đã dọn đi hết, coi như là Hồng Loan đã chiến thắng. Hồng Loan đã chiến thắng thì cái căn nhà đó phải thuộc về của Hồng Loan. Vô đòi đồng sở hữu, lấy gì đồng sở hữu? Nhưng hôm qua trong cái bàn làm việc đó thì có Hồng Phượng và Vất là mấy người luật sư thì nó ngồi trên bàn, còn bà Sáu thì ngồi sau lưng, còn Hồng Loan thì cũng ngồi sau lưng ngay cái dách, thì nhìn thấy nhìn qua nhìn lại, nhưng mà không biết tại sao không ngồi chung bàn, không hiểu như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là sẽ đã thua rồi, cho nên mới đem đồ đi chỗ khác. Và có những anh bảo vệ đó, không biết bảo vệ đó là ảnh tự nguyện tới hay là có người thuê đến, hay là phường được kêu đến để mà giữ trật tự. Chắc có lẽ là phường kêu đến để mà giữ từ trật tự, tại vì biết rằng YouTuber sẽ đến đó quay rất là nhiều luôn đó. Thì cái đó là chuyện của Hồng Loan rồi, là mình bỏ qua một bên, coi như là mình đã chiến thắng rồi nha các bạn. Chiến thắng 90% rồi. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái chuyện của Kim Tiểu Ly hôm qua trên đường về. Em kể cho các bạn nghe luôn. Hôm qua trên đường về, anh Kim Tiểu Long có gọi Kim Tiểu Ly để mà nói chuyện. Rồi họ thấy bá Ly dễ thương, dễ sợ luôn các bạn. Coi hình cái đưa cái FaceTime đó các bạn, nói chuyện nhau dễ thương lắm, cực kỳ dễ thương, chắc ở ngoài còn dễ thương nữa. Cô bé này đây mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì nói chung là hai bữa khác đi, em sẽ kể về cô ta. Em cũng nghe nói, thì em sẽ kể về cô ta cho các bạn xem. Thì nói chung là rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương. Thì hôm qua anh Kim Tiểu Long nói, ba đi rồi có nhớ ba hay không? Tết ba về muốn gì ba mua. Dễ thương, dễ sợ các bạn. Những cái này là mình nói, mình kể lại cho các bạn nghe thôi, chứ mà không có video nào cả, không có gì chứng chứng cả, chỉ ngồi trong xe nói chuyện vậy thôi. Và em cũng được thấy hình bé Trúc Ly. À, Trúc Ly phải không? Bé Kim Tiểu Ly rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Ở ngoài còn dễ thương hơn nữa. Nghe kể rằng là bé đi đâu với anh Đi Long đi đâu cũng ngừa được khán giả quay vanh để mà chụp hình, vui lắm. Rồi nói chung đó là một cái sự mà thành công, cái sự chiến thắng ngày hôm qua, những cái tin vui trong ngày hôm qua em đã chia sẻ cho các bạn rồi đó. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây, và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái video này nhé. Em chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và an lành, hạnh phúc. Lúc nào cũng cần cái an lành, sức khỏe hết nha các bạn. Sức khỏe là trên hết. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Một ngày thứ 5 bên Mỹ tràn đầy an lành. Một ngày thứ 6 bên Việt Nam đi làm vui vẻ. Chúc các bạn may mắn và an toàn nha. Lúc nào cũng phải khỏe. Và nhớ đăng ký, bấm like, bấm share để mà ủng hộ em nha. Nhớ đăng ký nha các bạn để mà ủng hộ em. Em xin hẹn các bạn vào video clip kế tiếp ngày mai nha. Bye bye.